Tiếp theo chương trình thì trước khi vào phần chia sẻ của chú Phúc thì chúng ta cũng sẽ cùng theo dõi cái cách để chúng ta đón nhận năng lượng an lành ạ. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi ạ. Trong sự kiện hợp nhất tình thương kiến tạo hạnh phúc của Energy Chống Đồng Việt Nam, mời quý cô bác anh chị cùng đón nhận những năng lượng an lành từ chú Phúc. Khi chú Phúc nói bắt đầu, quý cô bác anh chị nhìn vào trán của chú Phúc, hình dung những năng lượng từ trán của chú vào trán của quý cô bác anh chị và để năng lượng tự lan tỏa cho đến khi chú Phúc thông báo hết giờ. Trong sự kiện hợp nhất tình thương kiến tạo hạnh phúc của Energy Chống Đồng Việt Nam, mời quý cô bác anh chị cùng đón nhận những năng lượng an lành từ chú Phúc. Khi chú Phúc nói bắt đầu, quý cô bác anh chị nhìn vào trán của chú Phúc, hình dung những năng lượng từ trán của chú vào trán của quý cô bác anh chị và để năng lượng tự lan tỏa cho đến khi chú Phúc thông báo hết giờ. Vâng ạ, cách tiếp nhận năng lượng cũng rất là đơn giản đúng không ạ? Rất nhiều người và mới đến với chương trình thì chưa hiểu cái cách tiếp nhận năng lượng, thì tất cả các cô bác anh chị khi vào cái khung giờ là 9 giờ sáng và 9 giờ tối, khi chú Phúc hỗ trợ và cho năng lượng an lành thì chỉ cần là chúng ta nhận vào thôi ạ. Chúng ta không phải nghĩ đến một cái điều gì khác, không sử dụng bất cứ một công thức nào khác, mà chúng ta chỉ nhận năng lượng an lành vào thôi. Chúng ta hãy nhớ điều đó. Và một cái lời cũng nhắc với cả các cô chú anh chị đang học lớp 3. Hiện nay chúng ta mới là học buổi 1 và tối nay và buổi ngày mai sẽ học buổi 2, buổi 3. Thì chúng ta vẫn áp dụng công thức của lớp 2. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang công thức lớp 3 sau. Một số cô bác anh chị hôm qua không tiếp nhận đầy đủ hai lần kích hoạt thì xin phép là chúng ta hãy đợi duyên lành cho cái lớp sau ạ. Chúng ta hôm qua là có hơn 10.000, gần 13.000 người đã hoàn thiện được hai cái phần tiếp nhận đó. Mặc dù là có một số cô bác anh chị vì do cái đường truyền, do một số cái lỗi kỹ thuật thì cô bác anh chị không được kết nối, thì mong rằng là chúng ta sẽ có duyên lành trong một cái dịp sắp tới. Tất nhiên, lớp 3 Chống Đồng online hiện nay là lớp 3 duy nhất và đặc biệt duy nhất trong thời điểm này. Tuy nhiên thì tôi mong rằng là chú cũng sẽ tạo cái duyên lành cho chúng ta trong thời gian tới. Mọi người hãy chờ đợi nhé. Còn ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng chuẩn bị gặp chú Phúc ạ. Con xin mời chú ạ. Vâng, con xin mời chú. Chào tất cả anh chị em nhé. Chúng ta chỉ còn có 2 phút nữa là sẽ bắt đầu tiếp thu năng lượng. Và anh chị em chờ thêm một tí nữa. Hôm nay mình có nhiều câu hỏi không Quang Anh? Dạ, câu hỏi thì chắc là để sau một tí chú ạ. Cháu sợ 2 phút thì chú chia sẻ một cái gì và gọn gàng trước ạ. Dạ. Không có câu hỏi không? Dạ, có một số câu hỏi đấy ạ. Vâng. Dạ. Chú cảm ơn tiến sĩ Dược Phạm Mạnh nhé. Đã chia sẻ kiểu mà hết lòng phải không? Thấy hằng ngại quá. Nhất là công thức trả lời thiệt tinh xưng phải không? Cái công thức đó thật là vi diệu phải không ạ? À? Nhưng mà muốn đạt được cái đó thì 5 yếu tố tình thương là phải đạt chuẩn thì cái hiệu quả lắm. Với cái những cái công thức mà cái thức tế bào gốc với là những thức trở lại thì tinh xuân là hai công thức này phải là độc nhất vô nhị phải không? Hầu như là không có đâu, không có ai có hướng dẫn cái này được hết đó. Và đây cũng là một lần đầu tiên khi con người mình được nền văn minh không gian cho tặng hai công thức đó, chú thấy nó hạnh phúc lắm, khỏe mạnh, giúp cho con người chúng ta vượt qua những cái bệnh trạng ngặt nghèo và giúp cho chúng ta có đầy đủ sức khỏe để mình bước trên cái hành trình sống hạnh phúc ở trong cái quả địa cầu này. Và chúc mừng anh đã thành công trên cái công thức đó và hy vọng rằng sẽ trẻ mãi không già. Ok, rồi bây giờ chú mời tất cả anh chị em đón nhận cái phần năng lượng chữa lành nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Rồi, mời anh điều chỉnh thời gian cho chú nha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu ạ.
À, hết giờ chú ạ. Chú bật mic giúp cháu. Bây giờ thời gian đã xong rồi. Bây giờ dạ. Để cho vài câu hỏi đi cho nó bà con vui. Vâng, con thưa chú là một câu hỏi rất vui là hôm nay Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có mưa đấy. Thành Hà Nội có mưa. Thì mọi người hỏi là khi mưa thì có nhận năng lượng được không ạ? Đúng mùa mưa chưa? Đúng mùa mưa chưa? Dạ, trời mưa lúc ấy mưa lại, sáng nay mưa. Vâng. À, đúng vào mùa mưa chưa hay là chưa? Dạ, chưa, chưa phải mùa mưa, sắp đấy. Dạ, sáng mấy mới mưa? Mùa mưa đấy, vâng, dạ. Sao lại ngộ thế? Nghĩa là ý là mọi người bảo là trời mưa thì mình có nhận được năng lượng energy không ạ? Ý là như thế ạ. Ờ, trời mưa có nhận được không hả? Vâng ạ, dạ. Trời mưa là điềm lành mà, nhận được còn tốt nữa. Thế mỗi lần mưa là có sấm sét anh em thấy không? Sấm sét là năng lượng nhiều lắm đó. Dạ. À, thưa chú, một bạn ở lớp lớp 3 mới học hôm qua, bạn hỏi là con đã có thể hỗ trợ cho một số bệnh nhân F0 không ạ? Thì Khoan đi, chờ học xong đi, chờ học xong rồi hãy bắt đầu thực hiện thực hiện. Đừng có vội vã. Vâng ạ. Rất nhiều người, dạ vâng. À, có một số người hỏi rằng là NLG thì là làm sao để biết được là mình nhận đủ năng lượng ạ? Bởi vì là thấy rằng là có một số người nhận xong là không, lại mất ngủ chẳng hạn. Và có hỏi rằng là NLG có giống như một số vị thuốc là có bị chống chỉ định gì không ạ? Cái này hỏi hơi sâu một tí ạ. Dạ. Đây, bây giờ quý vị chúng ta phải hiểu là những cái thời gian mà chú đã sắp xếp để anh chị em tiếp thu năng lượng cũng như là kích hoạt nó được cân bằng trong một cái sự ổn định của mỗi cơ thể của người mình hết rồi. Và nếu mình vượt qua cái phạm vi đó thì cái năng lượng nhiều quá sẽ làm cho mình tỉnh và khó ngủ. Vì mình theo hình thức là chúng ta uống nhiều cà phê trong một ngày đó. Một ngày nếu chúng ta uống một ly thì nó tỉnh táo, nó khỏe lắm. Mình uống một lượng 3-4 ly vào thì cái chất cà phê nó làm cho cái cơ thể mình như là nó bốc lên rồi nó khó ngủ. Thì cái năng lượng cũng vậy. Khi mà chúng ta đưa quá nhiều năng lượng vào thì cái tế bào nó không còn làm việc hiệu quả nữa. Và nó làm cho chúng ta cũng như là nó bị ép làm việc thì không nên. Chúng ta phải đưa đúng cái năng lượng vào thôi. Nhiều anh chị em bệnh rồi anh chị em muốn hết nhanh. Cứ gọi người A, gọi mấy anh chị em NLG đó, gọi cái anh A hỗ trợ chữa lành, xong gọi anh B, gọi anh B chữa lành, xong gọi anh C. Làm như mình hà tiện lắm vậy đó. Thành ra cứ gọi giáp dòng nhau cái 4-5 người cái hỗ trợ chữa lành. Thành ra chữa gì hoài không hết. Thành ra anh chị em phải theo cái kỹ thuật của năng lượng gốc mà thực hiện thực hành, chứ đừng có làm theo cái ý của mình. Rồi lúc chúng ta muốn mà chúng ta làm theo ngoài cái phạm vi đó thì sẽ không có hiệu quả, giảm đi cái hiệu quả. Thay vì một tuần hết, hai tuần hết thì kéo dài 3-4 tuần, 4-5 tuần và mình lại mệt mỏi thêm nữa. Thành ra anh chị em cố gắng nghe những sự chia sẻ của những anh em hỗ trợ chữa lành và thực hiện thực hành đúng cái kỹ thuật, đúng nguyên tắc, và đừng có vượt quá xa cái phạm vi cho phép. Một câu hỏi, vâng ạ, thưa chú là năng lượng gốc học xong thì có thể hỗ trợ cho cây cối và thú cưng không ạ? Bây giờ anh chị em sẽ được hướng dẫn từng bước một nha. Anh chị em hướng dẫn để sau khi hoàn thành lớp 3 thì chúng ta sẽ có công thức chữa lành, công thức lo cho chính mình, công thức cái thiết tế bào gốc với cái tần số của lớp 3, công thức trở lại thanh xuân, công thức làm đẹp, công thức tăng chiều cao, vân vân. Thì sẽ có những công thức đó để giúp cho tất cả các bạn chúng ta. Và những công thức về dành chuyên môn đó, thì nếu anh chị em trong cái lĩnh vực chuyên môn thì liên hệ với ban tổ chức để được hướng dẫn trong những lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp và thực hiện thực hành cho trúng cách. Và trong thời điểm hiện tại thì chú cũng có một số anh chị em trong ban điều hành đã thực hiện cái dự án đó rồi và đang trong cái lĩnh vực là đang cân nhắc để nghiên cứu. Chưa có báo cáo cho ngoài xã hội. Khi nào có đạt được cái sự thành công rồi, có những cái dữ kiện đầy đủ thì sẽ chia sẻ thông tin này lên cái cộng đồng của chúng ta.
Rồi tiếp theo đi bạn. Dạ vâng ạ. Con thưa chú là một câu hỏi nhỏ thôi, nhưng mà bạn này bạn ấy bảo rằng là con thì cảm nhận đến 5 yếu tố tình thương, nhưng mà bạn này lại hay sợ dán, sợ kiến, ma khoang. Thì nghĩa là bạn ấy mất cảm xúc ấy, lúc lên lúc xuống ấy, thì hay sợ cái con giến, cái dán, con kiến ấy, thì có sao không ạ? Có sao chứ là sao? Cái người to thiệt là to mà thấy con gián con kiến là không biết làm sao mà. Thành ra thôi nếu mà sợ thì gặp nó là chạy liền đi, đừng đứng gần nữa. Hỏi rồi tại sao chạy? Tại vì thấy con kiến, chạy thì thấy con gián, chạy cho nó lẹ cho nó vui, để kêu người khác là xử lý con gián. Trời ơi, thiệt tình con gián con kiến cũng sợ, không biết làm cái gì không biết nữa. Cái người đã hỏi là người đàn ông hay đàn bà? Dạ một chị ạ. Vâng ạ. Vậy dạ. Hỏi chị thấy mấy anh đấy, chị em thấy mấy anh chị có sợ không? Dạ. Thôi ráng tập đi, đấy cái đó không cần phải sợ đâu. Vâng. Thưa chú là mọi người thì vẫn là lăn tăn là cứ phải là nhận của chú xong là phải nghĩa là tập xong lớp 1, lớp 2 thì ấm nóng dọc sống lưng ạ. Thế nhưng mà cũng có thì thời gian sẽ phải dài hơn ạ, thì chú có thể chia sẻ là đấy thì vẫn có thể hỗ trợ được nhưng mà phải tập để ấm nóng lưng đúng không ạ? Dạ. Nghĩa là muốn tập dài hơn để có sự ấm nóng lâu hơn á. Dạ ý là một số người thì do cơ địa hoặc do cái bản thân họ là sau một vài ngày là ấm nóng ngay. Thế nhưng mà mọi người cứ nghĩ là phải ấm nóng thì mới có thể luyện tập tiếp được. Thì chú có thể nói mọi người hiểu rằng là dần dần chúng ta sẽ được ấm nóng. Vâng ạ. Trình bày rồi một số anh chị em cái hệ cảm biến nó hoạt động tốt, chưa có bị tổn thương, chưa có bị lão hóa, thì anh chị em cứ tuần tự mà anh chị em tập theo bình thường đi. Trong những công thức này chúng ta không thể vượt quá cái phạm vi cho phép được, thành ra chúng cẩn thận, đừng có ham tập quá nhiều. Tập quá nhiều thay vì mình được cái sức khỏe tốt nhanh hơn thì thay vì mình tập không đúng cách thì sức khỏe không cải thiện và không có hiệu quả gì hết. Thì anh chị em phải nghe và đọc kỹ những cái sự hướng dẫn và thực hiện thực hành cho chúng. Một số những người hệ thống cảm biến bị lão hóa, một số bị tổn thương về vấn đề bệnh tật, vân vân, thì chúng ta phải kiên trì và kiên nhẫn, và chúng ta phải hiểu rằng những cái đó phải cho thời gian, phải cho thời gian để phục hồi lại, và không 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 thực hiện được quá nhiều đâu, phải từ 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 từ. Rồi tiếp theo ạ. Thưa chú ạ, khi con nhận năng lượng của chú vào 9 giờ sáng và 9 giờ tối, con có thể nghĩ đến người thân bị bệnh và mong những người bệnh này lành bệnh không ạ? Thì như vậy người thân được không ạ? Bây giờ, anh chị em lo cho anh chị em trước rồi đã. Rồi chúng ta học hành xong cho tốt, chúng ta khỏe mạnh, rồi chúng ta lo cho người thân chúng ta cũng không muộn. Và nếu mà chúng ta cứ trong một trạng thái chi phối mà trạng thái nghỉ không được tập trung, thì cái hiệu quả của mình cũng không xong mà giúp người ta cũng không được. Vì vậy phải lo cho mình trước đi, cho mình khỏe mạnh, cho mình học đến nơi đến chốn, mình những công thức này mình làm được thành công thì mình bắt đầu bước qua cái giai đoạn kế tiếp là mình học hỏi cao hơn, mình giúp cho những người thân mình đâu có muộn đâu. Nên là không cần phải quá gấp mà phải đi từng bước một. Và cái thời gian học hỏi năng gấp này đâu phải tốn nhiều năm đâu, nhiều tháng đâu. Rất là nhanh. Mà anh chị em cứ thương yêu mà thương yêu không trúng cách đó, thành thương hại, không có lợi ích gì hết. Mà lúc nào cũng nói tôi thương lắm, tôi thương lắm. Thương là phải có một cái giá trị, thương là phải có một cái tác động nào mang lợi ích. Chẳng hạn như bây giờ cái người đó bị bệnh, bị đau, chúng ta nói thương người đó thì chúng ta có đủ năng lượng chúng ta hỗ trợ chữa lành người đó mới là thương có giá trị. Còn chúng ta thương mà chúng ta khóc lóc, chúng ta đau khổ, chúng ta buồn, chúng ta đó là không có tạo được một cái ích lợi cho người đó hết, nhưng mà lại đó là thương. Thương cái này không có giá trị thì anh chị em nhận thức lại để anh chị em cải thiện cái tình thương yêu của mình, có tạo được một cái hiệu quả gì cho người thân của chúng ta thì cái đó mới gọi là đáng, là thương, thương đúng cách. Dạ. Có một câu hỏi là khi cảm hóa người thân thì con có phải nhìn trực tiếp vào người đó hay là tương tác thì trực tiếp không ạ? Hay là như thế nào ạ? Vâng ạ. Không cần đâu, anh chị em cảm hóa người thân, anh chị em chỉ cần ở trong cái phòng của anh chị em không cần cho người đó biết, cũng chẳng hỏi nói gì. Ví dụ chồng của anh chị em hay vợ anh chị em
hay hay là nói chuyện với nhà hàng xóm mà anh là chồng anh ấy, bữa nay là anh sẽ cảm hóa em đó nha, chắc chắn là sẽ bị một trận lôi đình đó. Còn anh mà nói bây giờ anh em muốn giúp cho anh không uống rượu nữa nha, thì chắc chắn cái chai rượu nó sẽ nổ đó. Thành ra chúng ta không cần phải nói cho cái người thân chúng ta biết và mình đang cảm hóa họ, vì nói là lúc trước nói là bị cự rồi, bây giờ còn nói là mình cự dữ nữa. Thành ra phải khéo, thương người phải thương cái trúng cách vậy, mà thương không trúng cách thì lại rối rối lên nhiều nữa. Thành ra phải cẩn thận những cái điều đó. Dạ, một câu hỏi rất vâng, rất nhiều người là đi đi đường bị say xe thì có hỏi là năng lượng gốc để có thể hỗ trợ đi đi trên xe ô tô bớt say xe không ạ? Cũng cho biết ạ. Và những anh chị em đó trước khi đi ô tô, nếu mình là người học lớp 1, lớp 2 rồi, lớp 3 rồi, thì trước khi mình lên xe cái mình tập một cái đi, tập đi, tập tập cái công thức chữa lành cho mình, hay là công thức kích thích tế bào gốc mình đi, hay là công thức trở lại thời thanh xuân đi, thì lên xe là an toàn không có gì hết. Còn nếu mà cái người đó chưa có học thì chúng ta hỗ trợ chữa lành cho họ, tùy theo cấp lớp anh chị em hỗ trợ chữa lành cho họ, là khi họ lên xe là cái trạng thái say say xe nó sẽ bị giảm được rất là nhiều, một hai lần thôi là sẽ không còn nữa. Đi xe, đi máy bay gì cũng vậy, hay đi tàu thủy cũng vậy, cái phần não bộ chúng ta nó kích hoạt lên, nó sẽ cân bằng cái thể xác mình nhanh lắm, và không có bị ói hay là bị mệt hay là bị say sóng, không bị nữa. Dạ. Thưa chú là cháu có tập đang học lớp 3 và tập luyện lớp 2 đều đặn, nghĩa là bạn đã học lớp 1 rồi ạ, bạn Hùng David. Nhưng thỉnh thoảng vẫn uống rượu thì có bị mất năng lượng không ạ? Học lớp mấy? Đang học buổi 1 của lớp 3 đấy chú. Dạ. Bây giờ chú trình bày với anh chị em nhé. Năng lượng gốc không hề cấm anh chị em bất cứ một cái thứ gì, không hề cấm bất cứ gì hết. Nhưng mà phần năng lượng gốc là hỗ trợ cái phần năng lượng của trí tuệ để mình nhận xét, để mình cân nhắc những cái việc mình làm, cái điều nào nó có lợi và cái điều nào nó tổn thương, và tự anh chị em quyết định. Cái năng lượng gốc không hề nói là cấm rượu, cấm bia, cấm cái gì hết, không cấm anh chị em cái gì hết, hoàn toàn anh chị em tự do 100%. Nhưng mà anh chị em có nhìn thấu đáo cái sự việc mình đang làm không? Rồi chú thấy rất nhiều những anh chị em hồi xưa uống rất là nhiều, nhưng bây giờ uống rất là chừng mực, uống cho vui được, không có gì trở ngại hết. Trong buổi tiệc mình uống, mình vui vẻ với bạn bè, chứ không lẽ người ta uống mình không uống, mình tạo một cái sự xa cách người ta quá rồi người ta không vui. Nhưng uống mà uống ít, uống để gìn giữ sức khỏe, uống để cho vui chứ không phải là uống để mình bị tổn thương, thì cái điều đó anh chị em phải cần cân nhắc lại, và anh chị em tìm một cái niềm vui, nhưng mà cái niềm vui đó mang lại cho mình cái vui vẻ thật sự, cái vui lành mạnh. Còn nếu chúng ta tìm đến cái vui mà cái vui đó là mình tổn thương thì chắc chắn mình không vui và gia đình mình cũng không hạnh phúc đâu. Là câu hỏi này cũng trả lời cho một câu hỏi khác, là câu trả lời cũng cho này giúp cho một câu hỏi khác là những người ăn tỏi thì vẫn tập energy bình thường đấy ạ mọi người. Anh hỏi hả? Chú thấy là chỉ có câu chuyện này vui lắm. Cái anh này đó, anh này rất là quen với gia đình của người bạn của anh chú. Và ông này, ông nói là mấy người kia nghe nói người kia ăn tỏi rồi đi chống cảm, chống gì cũng lung tung á. Nhưng mà ăn riết sao, ăn bằng tỏi riết sao, ai thấy ông cũng sợ. Tại nó hôi quá. Nó hôi quá. Lúc nào cũng nhai tỏi không. Thành ra khi mà cái cũng có là cái vấn đề, cái anh đó anh không có học năng lượng gốc trong cái nhiều năm trước rồi, chứ không phải thời điểm này. Thì vấn đề chúng ta ăn uống hay bất cứ gì, chú nói là không có kỵ gì hết, không có cấm gì hết trơn, muốn ăn cái gì ăn, muốn làm gì làm. Thành ra cái quan trọng là mình có giữ được cái sự gọi là thơm tho khi mình đối diện với những người xung quanh không, hay ra khi ra ngoài cái môi trường không, hay là ra ngoài đó anh gì nói gì là che, cái che là chạy mất tiêu. Nhưng bây giờ có khẩu trang chứ cũng không đến độ. Nhiều ăn nhiều, anh chị ăn ăn tỏi nhiều lắm mà chú thấy bệnh nhân bệnh à. Và cái anh nó sau cùng anh bị là hình như là đứt mạch máu não đó, bị sốc rồi rồi không còn nói chuyện được, rồi bệnh luôn. Không không ăn tỏi người ta nói vậy, nhưng mà chú thấy là không phải có một cái giá trị lớn gì đâu. Cái giá trị lớn nhất là nằm trong năng lượng gốc nè. Khi cái tần suất năng lượng của chúng ta được nâng cấp lên và tế bào nó đầy đủ năng lượng thì nó hoạt động, là nó thay đổi trạng thái sức khỏe mình cực kỳ nhanh đó. Anh tiến sĩ Phạm Mạnh đó,
anh vừa trình bày cái kỹ thuật mà trở lại thầy kinh xương kích thích tế bào gốc đó, thì tại sao chúng ta trở lại cái được cái điều đó? Vì cái phần năng lượng, vì tế bào cần năng lượng và chúng ta đưa cái năng lượng đúng cho tế bào thì tế bào tự nhiên nó làm việc tích cực hơn, nó phát huy tất cả những chức năng của nó, cải thiện những sức khỏe mình cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả mà không ai có thể làm hơn được nó nữa. Không có một người nào có thể làm hơn được cái tế bào gốc khi nó phát huy đúng cách mà chúng ta có đủ năng lượng chúng ta hỗ trợ cho tế bào. Vâng ạ, hôm nay thì cũng khá nhiều câu hỏi, nhưng mà thời gian hôm nay cháu nghĩ là cũng đã đủ rồi chú ạ. Chúng ta sẽ gặp lại mọi người vào tối nay ạ. Vâng. Bây giờ 21 còn 9 phút Vâng nữa mà. ạ. Chú vẫn rồi. Vâng ạ, thế thì có một câu hỏi là cái này thì chắc là cũng là kế hoạch mà sắp tới. Vâng, người nước ngoài muốn học NLG cũng được không ạ? Làm thế nào được nghe nhận năng lượng và bài giảng của chú bằng tiếng Anh ạ? Bây giờ chúng ta đã có chương trình của tiếng Anh và dạy bằng Anh ngữ đó. Thì anh chị em liên hệ với ban tổ chức để được hướng dẫn qua chương trình Anh ngữ. Và chương trình của chúng ta trong sau khi kết thúc học này thì mình sẽ có 11 quốc gia, mình sẽ có trung tâm ở 11 quốc gia. Và hiện tại thì chúng biết là có trên 50 quốc gia học về năng lượng gốc rồi. Và bước đầu tiên sau khi bước học này thì sẽ có 11 trung tâm trên 11 quốc gia. Vâng ạ. Thì không chỉ như vậy thì cũng chia sẻ với các cô bác anh chị là từ thời gian tới đầu tháng 9 thì sẽ có chương trình hỗ trợ năng lượng và bằng toàn bộ bằng tiếng Anh ạ. Giúp cho tất cả mà các cô chú anh chị có thể tiếp nhận năng lượng được. Vâng. Có rất nhiều câu hỏi về các bệnh trạng thì đây nó lại chi tiết quá. Vâng. Có những câu hỏi vẫn quay trở lại câu chuyện là cái này thì là chắc chú phải có thời gian mới trả lời được thêm, nhưng mà vẫn hỏi là khi mà ăn ăn chay ăn mặn thì có vấn đề gì không đấy ạ? Vâng. Anh trang mạng thì ngày mốt chú sẽ hướng dẫn trên trên là cái người hỏi đó có trên học học lớp 3 không? Dạ khả năng là có chú ạ. Dạ. Nếu có thì để chú trả lời trên lớp 3, câu hỏi đó cũng biết tốn nhiều thời gian. Vâng ạ. Dạ. Bây giờ có câu hỏi là đấy, vẫn là câu hỏi mà đây là cái điển hình là mọi người hỏi là yoga này, nhân điện này thì là khi mà đấy thì mình học energy có được không? Vâng ạ. Chú đã trình bày câu này, trả lời câu này rất nhiều lần rồi, nhưng mà chú trả lời thêm. Tất cả những bộ môn về yoga, về năng lượng, từ hồi xưa tới giờ sử dụng có một loại năng lượng thôi. Nhưng mà với những tầng lớp khác nhau, với những tên gọi khác nhau, với những cái điều vi diệu khác nhau mà chú đã trình bày đó, có thể mình sẽ hiểu là những cái khả năng đó giống như là những cái lớp học ngoài xã hội đó, từ trung học, từ đại học, từ tiến sĩ, những tầng lớp mà hiệu quả đó, nó là một vị trí khác nhau. Những vị thầy đó được học hỏi một cách khác nhau nhưng mà sử dụng cùng một loại năng lượng hết, chứ không phải nhiều khác năng lượng đâu, cùng một loại năng lượng hết, thành ra không có ảnh hưởng gì hết đó. Thì giờ người đó muốn học những môn cũ, muốn thực hiện những môn cũ vẫn được, và muốn trải nghiệm cái môn mới này vẫn được, không có gì trở ngại, nhưng mà tránh đi đừng có lấy nhiều quá năng lượng thì sức khỏe của mình nó sẽ không ổn định. Nếu mà bây giờ mình thích cái nào, mình cân nhắc cái nào nó hiệu quả thì mình sử dụng cái đó. Mà chú nghĩ là không có lỗi lầm gì với ai hết đó. Thì tất cả những cái vị thầy từ hồi xưa giờ muốn cho những cái người học trò mình phải được hiệu quả, phải có được những cái sự thành công, thì những vị thầy đó chỉ là bây giờ mình phải hiểu như thế này đi, nó dễ nè. Bây giờ chúng ta những cái vị thầy ở bậc trung học thì các vị thầy đó chỉ dạy trung học thôi. Còn vị nào dạy trên trình độ đại học thì các vị đó dạy đại học. Rồi có người nào dạy trong tiểu học thì dạy tiểu học. Mà chúng ta không thể nói là ông thầy tiểu học này dở quá, ông thầy trung học kia dở quá, ông thầy đại học này cũng dở nữa, ông thầy tiến sĩ mới giỏi. Thì nếu chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta nhìn sai lầm. Và chúng ta phải hiểu rằng mỗi một cái giai đoạn, mỗi một cái bước tiến của con người chúng ta phải trải qua những cái sự học hỏi đó. Thì từ từ chúng ta sẽ lên được những cái vị trí cao hơn. Và vị trí cao hơn này mới giải quyết những cái bế tắc của mình. Thì chúng ta phải cảm ơn tất cả những các vị thầy, những các vị đã hỗ trợ trên mọi phương diện hết, thì cảm ơn sâu sắc, cảm ơn chân thành và trân trọng tất cả những kiến thức đó. Chúng ta đừng bao giờ nói ô cái này dở quá, cái kia dở quá, cái này mới hay nhất. Cái đó là cái nhìn sai lầm của chúng ta, nên thay đổi lại để chúng ta biết trân trọng những cái gì
đã được cho phép hướng dẫn vào thời đó. Và chúng ta nên trân trọng những cái gì chúng ta có thể được học hỏi và chúng ta phát huy đáp ứng cho cái nhu cầu hiện tại được hiệu quả và chúng ta được hạnh phúc trong cái vấn đề này. Vâng ạ, một câu hỏi chắc là cũng nhiều người quan tâm ạ. Vâng, mình học đạo của bạn Thùy Nguyễn ạ, mình học đạo Công giáo khi học NLG có ảnh hưởng gì không ạ? Vâng ạ. Tất cả đạo giáo đều hướng cho người ta về chân thiện mỹ, về thiện lành, về đạo đức. Thì có đâu có đạo giáo nào mà nói anh ra anh làm cái chuyện này phá người khác, phá người khác đâu. Không bao giờ có. Chú thấy à, thấy tất cả những cái đạo giáo, tôn giáo trên thế gian này đều hướng dẫn người ta về thiện lành hết. Thì năng lực gốc cũng là một cái thiện lành. Thì anh chị em bước vào năng lực gốc là cái mục đích gì? Là điều thiện lành. Và cái vấn đề sức khỏe thì ai cũng cần sức khỏe hết. Chúng ta có hiểu rằng cái năng lượng gốc của những loại dưỡng khí của mình vậy đó. Và khi mà tất cả mọi người đều hít thở dưỡng khí hết thì đâu có tôn giáo ABC nào đâu, đâu có dành riêng cho ai, không có đố kỵ ai hết. Và dưỡng khí là cho tất cả nhân sinh muôn loài vạn vật, thì cái năng lượng gốc này cũng vậy, cũng cung ứng cho tất cả nhân sinh muôn loài vạn vật cái nguồn năng lượng để phát huy sự sống và học hỏi để tiến hóa. Thành ra không có bị trở ngại bất kỳ ở một tôn giáo nào, ai cũng học được hết. Vâng ạ, câu hỏi cũng hết rồi chú ạ. Vâng, để dịp sau. Còn 3 phút nữa mà. Dạ. Không được ăn gian. Đúng giờ. Dạ chú ơi, con hỏi chú là con bị rụng tóc. Thì con nhận năng lượng thì cảm giác như có một cái kiến bò trên đầu ạ. Thì có nhận được năng lượng không ạ? Một số em á, một số anh chị em cái nang tóc á, nó còn mạnh khỏe. Và khi học năng lượng thì tóc nó mọc là rất nhiều. Riêng chú thì chú đã bị cái bệnh hói này lâu lắm rồi. Lúc chú hai mấy tuổi là 27 tuổi là chú đã bị rồi. Và do chú uống thuốc nhiều quá, rồi cái thận cái gan của chú nó suy, có lẽ cái nang ở trên đó nó cũng tiêu hết rồi. Thành ra bây giờ chú truyền cho nó đó. Nhưng mà chú thấy là nó mọc cũng ra được chút xíu ở đây thôi. Nhưng mà nó không ra được cái giữa. Nhưng mà chú thấy là tóc con nó cũng ra nhiều nhiều á, không, nó bắt đầu nó thay vì người ta hói nó đi xuống phải không, xuống tới này phải không, bây giờ từ đây nó mọc lên, chú thấy nó mọc lên tới đây, nó lên tới đây rồi. Thành ra chú thấy nó chưa có điều lắm, thành ra chú cạo cho nó gọn hợp, đỡ bất công chảy tóc, khỏi bất công keo. Anh chị em chú thấy nhiều người mọc rất là nhiều đó, nhiều người là chẳng những mọc mà nó còn trẻ trung hóa lên nữa. Cái những anh chị em mà bạc đầu đó thì tóc bạc nó lúc trước là trắng hết, bây giờ nó mọc ở trong cái một phần đen nó ra. Mà chú thấy anh chị em để trên cái trên YouTube hay trên cái hình ảnh này nhiều lắm á, rất nhiều trường hợp. Vâng. Câu chuyện này thì sẽ có ngày mai, sẽ có một bác mà điển hình của cái việc là tóc bạc thành đen ạ. Ngày mai, sáng ngày mai chú ạ sẽ chia sẻ. Dạ vâng, đấy, đúng rất là tình cờ. Vâng ạ, dạ. Con thưa chú, có một câu hỏi cuối cùng là thưa chú cho biết là khi trong học và thực hành NLG thì mình mổ gà vịt cho gia đình sử dụng thì có ảnh hưởng gì đến năm yếu tố tình thương không ạ? Rồi, mai chú trả lời câu đó về ăn chay ăn mặn, mai chú trả lời trong lớp học nha. Anh chị em sẽ được chú trả lời. Tại vì cũng phải tốn nhiều thời gian để chú hướng dẫn cho anh chị em từng bước cho nó rõ ràng để anh chị em không có còn gọi là thắc mắc và không còn lo lắng nữa. Rồi, thời gian của chúng ta đã chấm dứt rồi. Bây giờ đúng 7:29 rồi. Còn 30 giây nữa thì chúng ta tạm ngưng được rồi. Rồi, chú xin chào tất cả anh chị em nhé. Chào tất cả anh chị em đã hiện diện trong cái buổi live stream ngày hôm nay. Cũng như là chào tất cả anh chị em trong ban tổ chức. Cảm ơn tất cả đã lắng nghe, đã tiếp nhận những lời chú chia sẻ. Một lần nữa cảm ơn. Bye bye. Vâng ạ, xin cảm ơn thay mặt cho ban tổ chức và xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chương trình và xin cảm ơn chú. Chú luôn đồng hành và rất nhiệt tình là chia sẻ tất cả các câu hỏi mà mọi người quan tâm ạ. Đã. Thì chương trình sẽ tiếp tục vào 20:45 tối nay, bởi vì tối nay có một chương trình dành cho lớp 3, chú đang dạy lớp 3 là buổi 2. Và xin nhắc lại cho tất cả các cô chú anh chị đang học lớp 3 là chúng ta vẫn sử dụng các công thức của lớp 2. Khi nào chúng ta học trọn vẹn 3 buổi và chúng ta nắm vững được công thức thì chúng ta mới chuyển sang công thức của lớp 3. Và cũng xin nhắc lại là những ai mà hôm qua không nhận đầy đủ năng lượng kích hoạt 2 lần thì chúng ta chắc phải đợi cái duyên lành vào tuần đợt tới.
Bởi vì là những cái việc mà áp dụng các công thức và tiếp tục cái thông các cái phương phương pháp của lớp 3 thì cũng sẽ không phù hợp với những người mà chưa nhận được đầy đủ. Chúng ta hãy đợi nhé, chúng ta sẽ có một cái dịp sắp tới ạ. Và thưa các cô bố, các anh chị là những cần những cái sự hỗ trợ về thông tin, đặc biệt là trong thời điểm mà có nhiều bệnh nhân F0 COVID thì các cô bác anh chị có thể liên lạc với ban tổ chức để có được cái sự hỗ trợ. Đây là 5 số điện thoại di động hotline để có thể hỗ trợ cho yêu thương cho những người bệnh COVID ạ. Chúng ta có thể lưu lại và lúc đó có thể liên lạc với chúng tôi sẽ đồng hành một cách là đầy đủ và hỗ trợ từ xa bằng tình yêu thương để giúp mọi người được tăng cường được sức đề kháng và có thể cùng với cả các bác sĩ ở tuyến đầu phòng dịch, chúng ta sẽ giúp cho các bệnh nhân là vững vàng để đi qua bệnh dịch một cách nhanh nhất ạ. Xin cảm ơn. Dạ. Và tối hôm nay thì chương trình của lớp 3 sẽ bắt đầu vào lúc 19:15. Các cô chú anh chị vào để cùng lắng nghe và cùng để trao đổi và đón nhận những cái lần kích hoạt mới. Và hôm nay thì có một cái chia sẻ, một cái câu hỏi rất đặc biệt mà trước đây mà chú đã đặt ra rồi, và hôm nay chú sẽ trả lời câu hỏi này để giúp tất cả những người học lớp 3 sẽ đón nhận được một cái thông tin rất rất đặc biệt ạ. Còn bây giờ thì chương trình cũng đã hết giờ rồi ạ. Xin được một lần nữa thay mặt ban tổ chức gửi lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc đến với tất cả các gia đình, đến tất cả các quý vị và đến với tất cả chúng ta. Vâng ạ, xin chào và hẹn gặp lại.